Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Xin kính chào tất cả quý vị học viên. Đã đến giờ vào lớp, xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay do chị Tịnh Hạnh tổng đọc. Xin mời chị Tịnh Hạnh. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý học viên trong room. Con xin thay mặt ở lớp tụng kinh Tam Bảo. Sage kame cha ro be giri si karata te chan tali khe vi ma ne di be ra the cha ga me taru wana ga ha ne ge ha wa thom hi khe te phom ma cha jan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang Muni vara vachanang sa tha vo me su nan tu tham ma sa va na ka lo a yam pha dan ta tham ma sa va na ka lo a yam pha dan ta tham ma sa va na ka lo a yam pha dan ta Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddha Sanamo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Duttiyambi Buddhang Saranang Gacchami Duttiyambi Dhammang Saranang gacchami dutiyambi sanghang saranang gacchami tatiyambi buddhang saranang gacchami tatiyambi dhammang saranang gacchami tatiyambi sanghang saranang gacchami Iti biso phagakwa arahang samma sambuddho vicca charana sambanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanang buddho phagakwa tinathi me saranang anyang Buddho me saranang kwarang e te na sa cha wa che na ho tu me cha ya mangalang u ta mang ge na wan de hang. Ba da bang som kwa ru ta mang bua te yo kali to do so buddho kamatutang mamang. Sokato Phagavata Thammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vanyo Hitinati Me Saranang Anyang Thammo Me Saranang Guarang Etena Sacha Vachena Hotu Me Chaya Mangalang Uttamang Gena Vandehang Thamman Chaduvi Thang Guarang Thamme Yokalito Doso Thammo Kamatutang Mamang Sobati banno phagavato savaka sangho ujjobati banno phagavato savaka sangho nyayapati banno phagavato savaka sangho samejibati banno phagavato savaka sangho yadidang chattari porisa yogani
Ni athapore sabo kala e safagawato sawa kasangko ahunai yo pahunai yo dakinai yo Anjali karani yo anu tarang bunya ke tang lo kasa tina ti me saranang anyang. Sangko me saranang kwarang e te na sa jawa je na ho tu me jaya mangalang o tamang ge na wan de hang. Sang khan cha du vi tha ta mang sang khe yo kha li to do so sang kho kham tu tang ma mang. Quan đa mi chế ti yang sa pa tha ne sa pa tế ti tăng sa ri ri ka tha tu ma ha bo thinh bo tha ro bang sa ka lang sa đam. Sam bua te a ta we san cha doa da san cha sa ha sa ke pan cha sa ta sa ha sa ni na ma. Mi si ra sa ahang te sang tham man cha sang khan cha da re na na ma mi hang. Na ma ka ra nu fa we na han tua sa te u pa ta we ane ka an ta ra ya be we na san tua se sa to sam bua te. Pan cha pan nha san cha cha tu vi sa ti sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa. Ahang te sang tham man cha sang khan cha da re na na ma mi hang. Namah karanu fa we nahan tua sa pe upa da we aneka antaraya bewina san tua se sato sambute. Nawatara sate atha jatali sa saha sa kewe sa ti sa ta saha sa. Nina ma mi si ra sa ahang te sang tham man cha sang khan cha da re na na ma mi hang. Namah karanu fa we nahan tua sa pe upa ta we aneka antaraya biwina san tua se sato. Sa pe purati maya ni sa ya sa ta awe ra su khi hon tu sa pe purati ma. Ya anu di sa ya sa ta awe ra su khi hon tu sa pe da ki na ya ni sa ya sa ta awe ra su khi hon tu sa pe. Da ki na ya anu di sa ya sa ta awe ra su khi hon tu sa pe ba chi ma ya ni sa ya sa ta. Awe ra su khi hon tu sa pe ba chi ma ya anu di sa ya sa ta awe ra su khi hon tu sa pe. O ta ra ya ni sa ya sa ta awe ra su khi Bhati hi samechan tu sukhi atanang Pariharan tu dukkha pata janit dukkha phaya pata janit phaya soka pata janit soka hon tu sape bibanino Akasatha ca phammatha devanagamahitika Bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasanang akasatha ja phammatha devanagamahitika. Bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garo akasatha ja phammatha devanagamahitika. Bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu nyatayo akasatha ja phammatha devanagamahitika. Bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu panino akasatha ja phammatha devanagamahitika. Bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu no sadam. Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa thú, sa thú. Sa thú, sa thú, sa thú.
Dạ thì kinh Tam Bảo đã xong rồi, chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học chúng con ạ. Kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Dạ Thầy con kính giả. thỉnh lễ sư ạ. Nam mô Tham giả, Nam mô Sang Hà giả. Xin chào các học viên. Giờ hôm nay chúng ta học tiếp bài số 3 hôm trước còn một phần nhỏ. Rồi sau đó chúng ta sẽ đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. Ở phần đầu. Thì tám tiếp vị ngữ ở đây mình có đó là lá, giá, rá, lá, y giá, khá, khát, xá. Thì trong các tiếp vị ngữ này nó được chia ra thành là nhóm nhóm theo cái cách sử dụng của nó. Giá với lại y giá thì nó được ghép với danh từ, được ghép với danh từ để lập nên những động từ với ý nghĩa diễn đạt sự thực hành hay giả dụ hoặc ước vọng. Là thay vì động từ thì nó ghép với ngữ căn, tức là ngữ căn ghép với tiếp vị ngữ để nó hình thành một động từ. Thì bây giờ ở đây đó là các tiếp vị ngữ này nó lại ghép với danh từ để hình thành một động từ, chỉ một số trường hợp cần sử dụng. Ví dụ ở đây mình có chữ danh từ chi ra cộng với a giá thì nó là chi ra gia tí là trì hoãn, hoặc là hi rí là tàm, nó cộng với y giá tìm được là hi ri giá tí, trở nên hổ thẹn. Đô la là cái vọng, thì nó cộng với a giá nó là đô la giá tí, làm như cái vọng. Hoặc là put tá con trai cộng với y giá thì nó được là put ti giá tí, đối với con trai. Hoặc là bát tá cái bát nó cộng với y giá được là bát tí giá tí, ước cái bát. Thì đó là trường hợp đối với hai tiếp vị ngữ đó là a giá và y giá. Rồi ba tiếp vị ngữ ba vị tiếp vị ngữ tiếp theo đó là lá, rá, lá được ghép với một số ngữ căn. Cái này thì nó ghép với một số ngữ căn để lập nên động từ diễn đạt ý nghĩa thực hành. Thứ nhất đó là chú tá. Chú tá nó còn với át lá thì nó được là chu chu tá lá tí, chu tá lá tí. Thì trong trường hợp này cái chữ dạng u trong ngữ căn thì dạng u nó thường biến đổi thành ô. Hoặc là xanh tá nó cộng với a rá thì được là xanh ta rá tí, là vượt khỏi. Úp bắt cầm mát cộng với a lá tìm được là úp bắt cầm ma lá tí, là tiến vào. Đó là với ba tiếp vị ngữ, ba tiếp vị ngữ a lá,
A-ra và A-la. Còn ba tiếp thì ngữ sau cùng đó là khá chá xá, được ghép vào với một số ngữ căn để hình thành động từ chỉ sự ước muốn. Ba tiếp thì ngữ này thì nó có cách ghép hơi là phức tạp. Ở đây nó có một số thay đổi, một số thay đổi. Nếu phụ âm đầu của ngữ căn thuộc nhóm cá thì chúng sẽ được gấp đôi lên và đổi thành nhóm chát trước những tiếp vị ngữ này, như là cá đổi thành chát, khá đổi thành chát, gá đổi thành chát. Tức là cái âm thứ nhất đổi thành âm thứ cái bọn thứ nhất đổi thành bọn thứ hai với phụ âm tương xứng. Nếu phụ âm đầu của ngữ căn thuộc nhóm cái đó là nhóm 1, cái cách thay đổi nãy đó là giữ nhóm 1, mà nếu mà trong trường hợp ngữ căn thì nó ở các nhóm khác thì nó có cách thay đổi, đó là phụ âm thứ hai đổi thành phụ âm thứ nhất, phụ âm thứ tư đổi thành phụ âm thứ ba. Rồi nó cũng có một số trường hợp thay đổi bất thường. Cái ba tiếp phiên ngữ này thì nó hơi khó. Ví dụ ở đây mình có tí chát cộng với khác thì mình được đó là tí tí khác, tí tí khác tí. Thì ở đây mình có chữ chữ chát này nó theo cái nào các đổi thành chát tí tí khác tí. Thì ở đây chúng ta thấy là nó ở nhóm 4. Thì nhóm 4 thì nó được tăng cường lên, phụ âm đầu của nhóm 4 là chữ tá. Thì ở đây mình thấy nó là nó tăng cường lên, đó là tí tích. Tí tích hai, tức là hai chữ tí, tí tí, tích khắc tí. Ở đây thì cái âm cuối của ngữ căn nó lại bị xóa. Những cái dạng này thì âm cuối của ngữ căn thì bị xóa, mình không thấy nó sử dụng lại cái âm cuối của ngữ căn. Hoặc chữ phu chá thì nó cộng với chữ khác, cái chữ phu chá là phu thì nó là âm thứ tư, thì nó sẽ tăng cường một cái âm bằng một cái âm thứ ba, thì nó là pu phúc, pu phúc khác. Mình được động từ đó là pu phúc khá tí, là muốn ăn. Với tiếp vị ngữ chát thì ở đây mình có là chi tá cộng với chát thì nó là chi kích chát, động từ là chi kích chát tí. Thì ở đây mình có cái ngữ căn của nó là bằng chữ cát. Theo công thức hồi nãy, nếu mà cái ngữ căn của nó là nguyên âm thứ nhất, phụ âm thứ nhất thì nó sẽ đổi thành phụ âm thứ hai, thì ở đây cá nó được đổi thành chát. Thì nó là chí, tức là nó đổi nhưng mà nó vẫn vẫn tăng, đổi một chữ, tức là nó tăng, sẽ tăng cường lên thành hai chữ. Sau đó cái chữ đầu nó được đổi thành cái âm thứ hai, cho nên chúng ta thấy là cái chữ chí, rồi chữ chí thì nó vẫn giữ nguyên chí chí cái chát. Thì ở đây mình được là chí cái chát tí, cái chát tí. Hoặc ở đây gu pát thì phụ âm thứ hai của nhóm 1 nó đổi thành phụ âm thứ hai của nhóm 2. Nó tăng cường lên rồi nó thay đổi, gấp đôi lên rồi thay đổi.
Thì ở đây mình được là chí cú chá, chí cú chá tí là nhầm gớm. Này, cái chữ này thì gặp ở trong bài kinh Quán Tưởng. À, Quán Tưởng có sử dụng cái chữ này. Hoặc là khá xá cộng với chá. Thì cái này là âm thứ âm khá thì âm thứ ba thì nó đổi thành nó được chỉ khách chát cái này âm thứ ba là nó đổi thành tại sao là chỉ khách chát đúng là cái này âm thứ ba thì nếu mà theo cái công thức của nó thì nó là âm thứ ba của nhóm 1 thì nó sẽ đổi thành âm thứ ba của nhóm 2. À, nhưng ở đây thì nó lại đổi thành cái âm thứ hai. À, nhóm, đúng rồi, nhóm thứ ba, âm thứ ba của nhóm này âm thứ ba là đúng rồi chứ, âm thứ ba của nhóm 2. Nhưng mà ở trên thì nó lại đổi. Ở trên là âm thứ hai, gá là âm thứ hai, đúng ra nó đã phải đổi thành cái âm chát là âm thứ hai, nhưng mà ở đây nó lại đổi thành là âm chát. Chỉ cú chát tí. Để sẽ coi lại cái trường hợp thứ hai này ha. Cái thứ ba thì hả? Nhóm 1 quá thưa sư. Hả? Đúng rồi, thì còn nhóm 1 nó chữ thứ hai của nhóm 1 thì nó sẽ đổi thành chữ thứ hai của nhóm 2. Nhưng mà ở đây là cái chữ này nó lại là chữ thứ ba của nhóm 2 này chứ. Chữ cú chát tí này nó là âm thứ ba của nhóm 2. Còn cái trường hợp thứ ba này là nó cái âm thứ ba của nhóm 1 thì nó sẽ đổi thành cái âm thứ ba của nhóm 2 là chữ khách chát. Thì mình được là chữ khách chát tí. Cái này là hợp với cái công thức của bài học, nhưng cái trường hợp thứ hai này thì nó sai với công thức của bài học tí. Để sẽ coi lại cái gì mình chỉnh sửa sao. Đối với chữ xá thì ở đây mình có ngữ căn là chí cộng với xá, tìm được đó là chí ghim sát tí. Thì ở đây nó là cái âm phụ âm thứ hai, phụ âm thứ ba chứ, nó là phụ âm thứ ba của nhóm 2. Chí ghim sát tí đấy là những trường hợp này là những trường hợp thay đổi, những trường hợp thay đổi bất thường của nó. Tại ngoài cái ba tiết tiền ngữ này, ngoài cách thay đổi mà mình trình bày đó, nó còn có một số trường hợp đó là thay đổi bất thường, có các hình, tức là các trường hợp còn lại thì chúng có hình thức thay đổi bất thường, tức là ngoài cái công thức của nó còn có một số trường hợp thay đổi bất thường. Thì thí dụ như ở đây đúng, nếu mà theo cái công thức của nó thì nó là cái nhóm 2. Cái nhóm 2 này thì nó sẽ tăng cường bằng cách đó là thêm một cái nguyên âm thứ ba của nhóm 2, thì nó sẽ tăng cường thêm một cái phụ âm của nhóm 2 nữa. Nhưng mà ở đây thì nó lại là chi ginh sát tí. À, nó được thêm chữ gác. Nó tăng cường cách là chữ gác. Pa với sát thì pa pi qua sát. Pi qua sát tí. Muốn uống. Ở đây thì mình có chữ pa. Pa thì một số trường hợp pa nó được thay đổi thành pi. À,
Nhưng mà ở đây nó lại là pi qua sắp tí, nó lại có chữ qua ở đây. Rồi trường hợp thứ tư đó là su cộng với sa, su sa sắp tí. Là muốn nghe, muốn nghe. Ở những trường hợp này đều là những trường hợp thay đổi bất thường, nó không có giống như cái công thức mà mình đã học. Ba, ở trong trường hợp sáng này mình không có thấy trường hợp nào mà nó giống như cái công thức mình đã học. Tức là cách thay đổi của nó là thay đổi bất thường. Cái này phần này thì nó cái phần này đó, tám đối với tám tiếp Việt ngữ này thì nó là cái phần nó hơi khó một tí. Chúng ta để ý nó nếu mà mình có sử dụng, mình có gặp nó. Rồi đó thì đó là phần bài học của bài số 3. Bây giờ chúng ta chuyển sang qua cái phần đọc đoạn văn để mình trả lời một số câu hỏi trong bài học số 3 này. Giờ đọc đoạn văn thế thì để sẽ tính sao. Đoạn văn bài số 3. Trong đoạn văn này thì mình cũng chỉ biết tóm tắt thôi, chứ mình không biết đầy đủ cái bài kinh chuyển pháp luân. Rồi ở trong phần bài tập nâng cao bài dịch á, thì mình sẽ có cái bản dịch đầy đủ của kinh chuyển pháp luân. Còn ở trong bài học này mình không thể ghi nguyên một cái bài kinh bảo trong đây được, vì nó quá dài. Cho nên người ta chỉ tóm tắt cái nội dung, cái ý nghĩa của bài kinh đó thôi. Còn phần nội dung đầy đủ thì chúng ta sẽ có phần bài tập nâng cao để chúng ta tập dịch. Chúng ta tập đọc đoạn văn. Giờ xin sẽ đọc trước rồi sau đó mời lớp đọc. Tham ma chắc cấp bó quát tân á. Tham ma chắc cấp bó quát tân á. Xuất tăng. Dạ bạch sư, con chưa thấy đoạn văn sư. Tham ma chắc cấp quát tân á xuất tăng. E càng samayang phakawa savatiyang aparanasiyang biharati isipatane migada ye katakho phakawa bành cho quát cái gì phi khu a man tê tham ma chắc cấp quát tân á xuất tăng đề sê xí imasa sutasa atho satthara papachite na na se vitap pe duê an tê đề sì dĩ tê duê an ta kam mê su kam ma su khalika nu yô gô chát Atakila matha nu yogo jati tato tena chattari ariyasacchani dukkhang ariyasacchancha dukkha samudayo ariyasacchancha dukkha nirodho ariyasacchancha dukkha nirodha gamini patipada ariyasacchancati pakasitani ahesum Phakavati idang viya karnasmin Thanyamane virichang vitamalang thamachak Thamachak khu ayasmato Kondanyasa Udapadi
Yang kim chi samudaya thamang sapantang nirodha thamanti Sattha idang karanang nyatva udanang udane si anya si vatapho con lành nhô anh nhá si vô tập hồ còn lành nhô tí phát cao hòa imina sốt tê nề quá xê xê hi phích khu hi bà rê sang đi quá xa năng ai chê dê ná anu phốp về ná sô ta bát tí phá lăng bà xê xí sắp bê bành cho quắc kì yà phích khu e hi phích khu phá xăm phá đá tí nam á uy thi na upasam pa đằng a lạp phu à lần nữa tham á chắc cấp vát tana sút tăng e càng samayang phát ca hòa pa ra na si yang viharati isipatane migada ye prakakho phát ca hòa panchavaki ye phikhu amante toa tham ái chấp cấp quát tana sốt tăng đề sê sĩ imasa sốt ta sa át thù sathara papachi tê na na sê vi tắp pê đuê an tê đề sĩ dĩ tê đuê an ta ca mê su ca ma su kha lý ca nu yô gô cha atakilamatha nu yô gô cha tí ta to tê na chất ta ri ariya sách chà ni đúc hằng ariya sách chành chá đúc khá sá mũ đầy dô ariya sách chành chá đúc khá ni rô thô ariya sách chành chá đúc khá ni rô tha gà mi ni pa đê pa đà ariya sách chành chà tí pa ca si ta ni a hê sung Bhagavati idam viya karna smin khanyamane virichang vitamalang thamma chakhu ayasmato kon danyasa udapadi yang kinchi samudaya thammang sappantang nirodha thammanti Sattha idam karnang nyatva udanang udane si anya si vatapho kon danyo anya si vatapho kon danyo ti phát cao hòa imina sút tề nề quá xê xê hi thích khu hi ba đề sang đi quá xa nàng ai chê dê na anu cốp bê na sô ta bát tí phá lăng phà bê xí sắp bê bành cho quá kì yà thích khu e hi thích khu phá xăm phá đà tí nà mạ vi thi nà ô phá xăm phá đăng á lạp phụ Ram giờ mày lấp giờ tay lên để mình nè à, đọc cái đoạn văn này tí ha. Cũng chuyên ngay mời lớp đọc bài giúp xin. Dạ. Anh các Khánh anh mở sẵn bài tập đi anh nha, để lát có thời gian cho lớp anh sửa bài tập. Dạ, con mở sẵn rồi sư. Xin mời học viên Tiên Mã. Bây giờ mình đọc hai người ha. Người thứ nhất mình đọc tới chữ Patipada Araya Sách Chành Chà Tí Paka Sitani Ahe Sung. Người thứ hai thì đọc đoạn còn lại. Dạ, yeah, thưa sư, xin đọc bài. Tham má chắc kế, chắc cấp bá, quách tá ná, chú tăng. Ê căng, xa mê dăng, phà gà quà, bà rà ná si dăng. Ná si dăng, quý hà rá tí. Ê sĩ bá tá nê, mi gà đà dê, mi gà đà dê. Tết trẻ khô, bà gây hòa bình chá, quát ghi dê bít khu, à măng tê tòa, thầm má, chắc cấp bá, quát tên ná, chút tăng, đề xê xí. Ý mắt xá, chút tắt xá, á thô, chất thà ra, bắp bà trí tê ná ná, xê quý tắp bê, đi quê, anh tê, đề xì dí. Tờ đi quê anh ta, kè mê sú khé ly, kè nú gô, dô gô, ché. Át ta kí lăng mê thè, nú gô, dô gô, ché tí. Tê tô, tê nè, chất tê rí, á rí yá sắc chè ní, đúc khăn,
Ariya Yasak Chancha Dukha Samu Dayo Ariya Sak Chancha Dukhani Rotho Ariya Sak Chancha Dukhani Rotha Gemini Pati Pada Ariya Sak Chancha Ti Pakashi Pate Pakashi Tani Ehesum. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời học viên Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, cô xin đọc tiếp ạ. Phagawati Idang Kweya Karanasmin Phanya Mane Virayang Vitamalang Thamma Chakhu Ayasmato Kondanyasa Udabadi Yang Kinchi Samudaya Thamman Sapantang Irotha Thammanti. Sata Idang Karanang Nyatoa Udanang Udanesi Anyasi Anyasi Watafo Kandan. Chữ này là con hả sư? Con hả con? Con đanh nhô. Rồi con đanh nhô, chữ đó lộn á. Chữ đó sai á. Con đanh nhô ha. Con đanh nhô Anyasi Watafo Con đanh nhô tí Phagawa Imina Sute Newa Sesehi Bikuhi Paresang Diwa Sanang Akyayena Anubupena Sota Pati Phalang Pasbesi Sapa Pancha Wakiya Bikhu Ehi Bikhu Basambada Ti Nama Vithina Ubasambadang Alapum. Thưa sư xin hết ạ. Tại mình đang sử dụng là cái file PDF. Tại cái máy này sử dụng cái file thường, không biết sao nó bị gạch dưới không, sư nó không chỉnh được. Cho nên mình sử dụng file PDF, nó không có chỉnh sửa được. Cho nên mình sẽ chỉnh sửa sau. Xin mời học viên Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc bài ạ. Thâm má chắc tắp tả vắt tả ná xúc tăng Ê tăng Samasang Tavagwa Parana Sisang Viharati Isitatane Nigadaze Tachako Aragwa Pancha Vakkize Sikho Amante Tua Thamma Chak Thamma Chak Tak Tavak Tana Suttang De Se Si Imasa Suttasa Ekho Takara Bapa Chitema Nase Gui Takbe Dwe Ante De Si Di Te Dwe Anta Kame Su Kama Su Kami Ni Kami Zoro Cha Eta Ni Eta Kilama Ha Nú Dô Hồ Cha Tí Tá Tô Tê Ná Chắc Tà Dí Arira Sát Chà Ní Đúc Khăn Arira Sát Chành Chá Đúc Khá Sá Mú Đá Dô Arira Sát Chành Chá Đúc Khá Ní Dô Thô Arira Sát Chành Chá Đúc Khá Ní Dô Thá Gà Ní Mì Bà Tí Tá Đà Adhira sắc chanh cha tí Paka si ta ni Ahe sung. Đã thức sư con xin hết ạ. Xin mời học viên Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc tiếp. Bắc giáo quá tì ít đăng bài nó chạy đâu mất tiêu rồi. Bhagavati idam viya karanasmin
bát na mạt nề vi rắc dần vi tạ mạt lăng tham ma chắc khu Aya sap mắc tô khô đàn nát xa úp bắc bà đi dần kinh chi sắp mũ đất gia tham măng sắp bắc tăng ni rô tham măng măng tít sắc ta ni rô ta tham măng tí ni rô tham măng tham măng măng tí ni rô ta tham măng tí ni rô thác thác măng tí sắc ta con không thấy nữa rồi. Rồi đâu đấy nhưng mà mình con không thấy tiếp tục thấy chữ sắc ta hả à, sắc ta y đăng khá năng à, nắc tòa nhạc tòa năng, nát toa nát toa udanang udanesi an nasi watta anh nha cái đó là chữ nhát chữ nhờ chứ không phải là chữ n an nha si watta khô khan 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 nhan nô con đan nô cái đó là sửa lại con đan nô con đan nô an nasi watta khô khô đang nhô tí. Khô chứ đâu phải khô. Khô đang nhô. Khô. Khô. Dạ. Khô đang nhô tí. Khô chứ khô gì? Khô. Chữ phò gì? Phô phô. Khô phô. À, khô phô đang là tí. Bắt gáo qua ít bí nà. Sút tên nề quá, xê xê hí. Sút tê nề quá. Sút tê nề quá, xê xê hí. Bích khu hí. Bạc bà rê sân. Đích quát xa năng. Ác xê dê nạ. Ác nút bút xê. Ác chê dê nạ. Ác dê nạ. Ác chê dê nạ. Ác nút bác bê nạ. Anuk phát bề nát. Sô ta bác tí phát thạ ba làm. Bạc bề xí sắp bề. Bàn trà và chí già. Bí khu. Ê hí hí khu. Bác xàm bà đà tí nạ mát. Vị thịt mà. Úc bát sầm bát đằng át lắp bùng. Đúng không sư? Át lắp bùng. À. Dạ, con xin hết. Dạ, kính thật sư, con xin đọc bài ạ. Tham má chắc cấp phá quá tá ná xuất tăng. Ê căng xá má dần phá ra hòa bà ra ná xí dần quý há rá tí. Ý sĩ phá tá nề mí gá đà dê tá trá khô phá gá hòa bành trá quắc ghi dê phí khô à măng tê tòa thầm má chắc cấp bá quắc tá ná xuất tăng đề xê dị xí ý má xá xuất tắc xá át hồ sát thà ra bắp bá chí tê ná ná xê quý tắp bề đề ăn tê đề xì dí tề đề anh ta ca mê số ca mát số khá lít ca nú dô gô chá át tá khí lá mát thà nú dô gô chá tí tát tô tê ná chát tà rí á rí giá sách chà ní đúc khăn á rí giá sách chàn chá đúc khá xăm mú đá dô á rí giá sách chàn chá đúc khá ní rồ thồ á rí giá sách chàn chá đúc khá ni rô thá gà mi ni bá tí bá đà á rí giá sách chanh chà tí bá cà xí tà ní á hề sùng. Dạ con xin đọc xong rồi ạ. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ bạch sư con xin đọc tiếp ạ. Phá gà và tí y đằng quê già khá ra nát mình
phàn nhà ma ma nề vi ra chẳng vi ta ma lằng tham má chắc hú a jas ma tô khôn đàn na xá u đà u đà xá khôn đàn na xá khôn đàn nhá xá u đà pa đi rằng kiên trí sa mu đá giá tham măng sắp bàn tăng ni rô thá tham măn tí sắp thà y đằng ca ra năng nhát tòa u đà năng u đà nê xí ăn nhà xí quá ta phô con đàn nô ăn nhà xí quá ta con đàn nhô ăn nhà xí quá ta phô con đàn nhô tí phá ga và y mi nà su tê nê quá xê xê hí bích khù hí pa rê sang đi qua xà năng ách chá dê ná anu pú pê ná sô ta pá tí phá lăng pa pê xí sắp bê pan chá quá ghi ra bích khù ê hí bích khù pá xăm pá pá đa tí ná má vi thi ná u pá xăm pá đăng a la phùm. Bạch sư con xin hết ạ, con cảm ơn ạ. Dạ thưa sư. Dạ. Dạ thưa sư xin đọc. Thammacakkappavattanasuttang ekang samayang pagawa padanasiyang viharati isipatane migadaye tacchakho pagawa panchavakkiye sikho amante twa thammacakkappavattanasuttang desesi imassa sutassa atho sathara papacitena na sevitape de anta de se yi te te de anta kameso kamasukhalika nu yogo cha atakilamattha nu yogo chati tato tena chatari arasacchani dukhang arasacchanja dukha samudayo arasacchanja dukhani rotho arasacchanja Dukhani do thanga mini patimada arasachan jati maka sitani ahesum. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ con kính thỉnh lễ sư, kính thỉnh lễ quý cô tu nữ và kính chào lớp học. Con xin được đọc tiếp. Bhagavati idang vayaka Rama vaya kana karanasmin banyamane virajang vitamalang dhammacakku ajasmato kondanya saudabadiyang kinchi samudaya dhammang sappantang niroda dhammanti sattha. Thưa sư cho con lên chút xíu. Y đằng sát thà y đằng ca ra nặng nhạc tòa. U đa nặng u đa nề si an nhà si va ta phô. Còn đành nhô an nhà si va ta phô. Còn đành nhô tí. Phá gá quà y mi nà sút tê nề quá xê xê si. Bích khu hi ta rê sang đi qua xà nặng ác cha về na anu búp bề na sô ta bát ti pha lặng bà bề si sắp bề bành cha vê ki già bích khu ê hi bích khu ba sầm ba đà ti nà ma viết đi nà u ba sầm ba đằng a la phùng. Dạ kính thưa sư con đọc xong, kính tri ân sư. Sư sư phan phan sư sư cho con cái câu dưới mà u đa phô còn đành nhô như cái này bị đa đánh máy bị lỗi sư sư cái đánh máy mà u đa phô còn đành nhô chứ can đành nhô có chữ đầu á thôi sư đánh máy bị rồi. Lỗi chứ nãy thấy rồi nhưng mà tại đang sử dụng file PDF không có sửa được. Dạ ừ. Nãy có ai phát hiện rồi.
Thamma chakkappa vatana suttang ekang samayang bhagava varanasi yang viharati isi patane bigada ye tatakho bhagava panchavaki ye bhikkhu aman te toa dhamma chakkappa vatana suttang tese si imasa sutasa atho sathara papachite na na se vitappe due ante dese yi te due anta kame su kama su kilika nu yogo cha atta kilamatha nu yogo cha ti tatto te na chattari ariya saccha ni dukkhang ariya saccan cha dukkha samudayo ariya saccan cha dukkha nirotho ariya saccan cha dukkha nirotha gamini patipada ariya saccan cha ti pakka sita ni ahe sung. Dạ thưa sư, con đọc xong ạ. Còn ai nữa không? Dạ thưa sư, quý học viên đã đọc xong ạ. Rồi, chúng ta sử xem để trả lời câu hỏi nữa coi ha. Để sư tìm mở lại câu hỏi. Học phần này chúng ta cũng để ý lại xem cái trong cái đoạn văn đó có các hợp âm mà mình đã học đó, ta để ý nó để mình tập tách coi mình có nhớ bài học hay không. Có một, tức là mình mới học bài một thì mình chưa biết hết, nhưng mà mình tập tách được phần nào thì hay phần đó. Em xem lại câu hỏi. Rồi, đây, phần câu hỏi. Giờ câu số 1, nếu mình xài vật thường thì nó bị lỗi, y sinh không biết sao. Cho biết một vài phương thức tiếp học âm theo cách xóa nguyên âm trước. Như thí dụ, cái này có ai còn nhớ không? Thí dụ như là cái gì? Các anh nhớ câu số 1 thử coi. Đúng rồi. Hai đoạn nguyên âm giống nhau. Mình thấy nói giống nhau, khác nhau nữa. Rồi việc câu số 2, tập tất các hợp âm sau đây theo bài học này. Ai tách được tách thế coi. Dạ thưa con xin tách đi. Rồi. Dạ. Tách thành cái bài học nha. Dạ dạ. Ác khí cộng với ý tí sư thành ra là ác khí tí. Còn sắp bê quá là nói bài học sắp bê. Dạ. Ác khí tí là gì? Bài học nó làm sao? Ác khí tí là bài học nó làm sao? Bài học là ha, con chưa thấy màn hình, bạch sư cho con coi lại. Ủa sao chưa thấy màn hình mà nãy giờ nói được? Dạ dạ con. Dạ rồi rồi con thấy rồi bạch sư. Là à, bài học đó là hai cái âm cuối là đoạn âm giống nhau thì mình sẽ bỏ đoạn âm đầu của câu đầu cuối cuối của câu đầu và trường âm của đoạn âm của câu sau ạ. Ta đừng nói dài dòng thì khó lắm, tại cái cách hợp âm này á nó sẽ là âm cuối của chữ đầu và âm đầu của chữ sau, cho nên cứ nói là hai đoạn nguyên âm giống nhau thì xóa nguyên âm trước trường âm nguyên âm sau là được, chứ nói vậy dòng dạ, nó lộn xộn hết rồi. Dạ, con cảm ơn hai, xin người cho tách hai từ đi. Dạ chữ thứ hai là sắp p sắp p quá thì nó gồm có chữ sắp p cộng với e quá, thành ra mình bỏ chữ đoạn âm
đoạn âm của đầu của chữ sắp bê sư. Dạ con xin bài hết học ạ. Sao bài học sao? Là dạ bài này cũng là hai đoạn âm. Âm êm làm sao đoạn âm được? Dạ dạ hai cái hai trường nguyên âm giống nhau. Sáu dạ, nguyên âm hai trước. Trường nguyên âm giống nhau. Dạ. Rồi ai tắt tiếp theo đây? Dạ, bạch sư cho con xin tách tiếp ạ. Rồi. Tá trá mê là tá trá cộng với ý mê. Đây là trường hợp của hai đoạn âm nguyên âm không giống nhau nên là bỏ trường âm, bỏ 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 cái âm trước. Còn à, âm thứ hai là tá 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 thê quá là đây trường hợp của hai trường nguyên âm mà không giống nhau thì bỏ cái trường nguyên âm trước và lấy cái trường nguyên âm sau. Cái này ta thách tách làm tá tha cộng với ê quá. Rồi con xin hết ạ. Rồi à, còn chữ làm luôn tách luôn đi chứ để làm gì nữa. Dạ con xin tách tiếp. Ý ý tha ý ý ha gá ta, ý ha gá ta là đây trường hợp của nguyên âm của đoạn âm của hai đoạn âm nguyên âm giống nhau nên là ta bỏ cái đoạn âm trước và gấp đôi cái âm sau thành trường âm. Cái chỗ này con tách làm ý ý thá cộng với agata. Nào bài học làm sao? Ý thá agata bài học làm sao nói lại ha? Là hai đoạn nguyên âm giống nhau ạ. Hai đoạn nguyên âm giống nhau làm sao mà ý thá với agata được? Cái âm sau nó là a thì nó làm sao mà đoạn nguyên âm được? Dạ thưa sư, cho con trả lời dùm nha. Hai nguyên âm không giống nhau, nguyên âm đầu là trường âm và nguyên âm sau là đoạn âm, như khi gặp nhau thì xóa nguyên âm đầu và trường nguyên âm sau. Rồi tách làm sao? Dạ ý thế cộng a ghê ta. Vậy là ý thá là nguyên âm, âm đầu là đoạn âm chứ đâu âm đầu đâu trường âm đâu. Nói hồi nãy là nó âm đầu là trường âm mà. A thế âm sau là âm đầu là đoạn âm mà. À, âm đầu là âm. Tức là hai nguyên âm không giống nhau, âm đầu là dạ, đoạn âm, âm sau là trường âm. Thì sáu nguyên âm đầu. Dạ. Cái này thì nó có thể tách hai trường hợp. Hoặc là ý thá với agata hoặc là ý thá với agata cũng được. Tại agata là không đi đến. À, nhưng mà nếu mình tách với ý thá với agata thì đó là hai nguyên âm. Hai đoạn nguyên âm giống nhau. Nếu mình tách là agata thì hai đoạn nguyên âm giống nhau. Rồi câu số 3. Có bao nhiêu tiếp vị ngữ của động từ, trong các tiếp vị ngữ đó có bao nhiêu tiếp vị ngữ dùng để hình thành động từ năng động thể? Có mấy tiếp vị ngữ? Nhớ không? Có 25. 25 tiếp vị ngữ. Có bao nhiêu dùng để hình thành động từ năng động thể? Dạ có 15. Có 15. Rồi câu số 4. Trong các tiếp vị ngữ có các tiếp vị ngữ đặc biệt nào cũng có khả năng lập nên một số động từ năng động thể? Có mấy tiếp vị ngữ? Có mấy tiếp vị ngữ? Bài học nãy nó có 8 tiếp vị ngữ ha. Rồi câu số 5. Phân tích các động từ sau đây để cho thấy rằng chúng là động từ năng động thể. Ai phân tích được? Dạ thưa sư, con xin trả lời câu này thưa sư.
Động từ năng động thể được cấu tạo bởi ba thành phần cơ bản là ngữ căn, tiếp vị ngữ và thì, và có một số trường hợp như là được được tạo nên bằng cách tiếp đồng ngữ như là bách trá tý thuộc nhóm ngữ căn phu, cách hình thành là ngữ căn bách trá cộng ngữ căn bách trá cộng tiếp vị ngữ á cộng thì là tý. Còn dc tý thì thuộc nhóm chú rá, cách hình thành là đi xá cộng nê cộng vị ngữ nê cộng thì là tý. Và là bỏ đi xá cộng bỏ nó là đi xê tý, nhưng mà ý y được đổi thành e thành dc tý thật sự. Và cá rô tý, cách hình thành cá rô tý ở nhóm ta ná, cách hình thành là cá đá cộng vị ngữ ô cộng thì là tý là cá rô tý. Và quý cha na tý thì tiếp đầu ngữ quý cộng ngữ căn trí cộng na cộng tý là quý cha na tý thật sự. Con xin hết. Dạ thưa sư, xin hết. Căn gì? Quý cha na tý căn gì? Tiếp đầu ngữ là quý, cộng ngữ căn là trí, cộng na cộng vị ngữ là na, cộng thì là tý, quý cha na tý. Hỏi cái gì? Quý cha na tý là tiếp đầu ngữ quý, ngữ căn nha dạ. Ha. Ngữ căn trí là chiến thắng, cái này là biết rõ. Ngữ căn nha. Dạ, dạ. Nha nó đổi thành cha. Rồi dạ. Tiếp vị ngữ na cộng ngữ tý. Sao khi phân tích như vậy biết nó là động từ dạng năng động thể? Được được cấu tạo bởi ba thành phần cơ bản thưa sư, ngữ căn với tiếp vị ngữ và thì. Mấy động từ kia ở thủ động thể nó cũng ba thành phần cơ bản vậy. Động từ nó đều được hình thành ba hoặc là bốn thành phần cơ bản hết á, nhưng mà sao mình biết nó là năng động thể? Nó á tí hoặc ê tí. Không phải. Thưa sư, trong trường hợp này theo bài mình học có 25 từ mà nó ở năng động thể, thì con thấy là trong từ bát chát tí có chữ á, nó nằm ở trong cái dạng năng động thể, thì con thấy là bát chát tí thì có chữ á, nó là thành phần đó. Rồi đê sư tí có chữ ê, rồi cá rô tí có chữ ô, và viết cha na tí thì có chữ a, thì con thấy là mấy cái từ này đó nó có những cái thành phần mà theo bài mình học thì nó chứa trong 25 cái từ nó có tính cách năng động thể đó, thì mình có thể mình nhận xét mình nói như vậy được không sư? Tức là mình có 25 tiếp vị ngữ để hình thành động từ. Dạ. Nhưng dạ. Mà năng động thể thì nó chỉ có 15 tiếp vị ngữ thôi. Thì trong năm động từ này á là có 5 tiếp vị ngữ nằm trong 15 tiếp vị ngữ của năng động thể đó, ở dạng câu năng động thể, động từ năng động thể. Động từ thứ nhất mình có tiếp vị ngữ á. Động từ thứ hai mình có tiếp vị ngữ nê, chứ không phải ê ha, nê. Tại cái này nó nhóm chút rác thì nó hai tiếp vị ngữ nê và nó giác. Cho nên nó là nê. Rồi tiếp vị ngữ ô, tiếp vị ngữ na, tìm xem lại trong 15 tiếp vị ngữ ở dạng năng động thể đó, nó có 5 tiếp vị ngữ này, cho nên người ta biết nó là động từ ở dạng năng động thể. Dạ, rồi đó là phần trả lời câu hỏi. Bây giờ Khánh bốt bài tập lên cho lớp, sửa bài tập sửa đi, sửa đi, sửa được như hay như giờ chúng ta sửa luôn đây, tại cái phần bài tập này chủ yếu là nó cũng nằm ở trong đoạn văn. Bạch sư con trả lời câu số 1 ạ. Bạch sư con trả lời câu số 3 ạ. Con trả lời câu số 2. Con xin trả lời câu số 2. 1, 2 gì cũng được. Nói gì sao được, lấy câu nào lấy một câu thôi để người ta làm chứ. Dạ.
Con xin trả lời câu số 5. Câu số 5 nó anh bỏ cái dấu gạch chỗ chữ U đi anh. Lập 5 câu trước đi ha, 5 câu trước rồi xong 5 câu làm tiếp. Yeah, thưa sư, cho con làm câu thứ nhất. Đấy, cô kêu mấy cô chọn cô thứ nhất hay cô thứ hai mấy cô gì đấy. Nhất thứ hai có người chọn là chị Tiên Mạc. Còn câu 3, câu 4 chưa ai chọn. Yeah, con đọc trường. Mình nói dịch năm chúng được. Năm chúng người ta nghĩ là năm cái hội chúng. Chúng năm thì khu, tức là cái hội chúng nó có năm vị tỳ kheo chứ mình năm chúng. Ôi trời ơi. Ôi. Sửa lại gì mẹ Khánh, mẹ đánh tờ sai. Thiện lai sửa lại câu đánh máy sai. Kỳ ta sao tôi không đánh máy sai. Tỳ khu tôi viết tỳ khùng. Đó, rồi. Xóa vậy tôi đã gửi lên rồi. Thôi để mượn Khánh sửa rồi. Thôi tôi khu ở dưới rồi nhắm mình gửi nữa. Tôi sửa kêu Khánh sửa à. Nhiều khi mình viết đúng á chị làm bấm lên cái nó sai. Đúng rồi. Tôi thấy tôi viết đúng mà tôi bấm lên xong nó đặt lớp luôn. Khánh ơi, thấy câu số 3 ca sửa rồi mà. Yeah, còn câu số 4 hả? Tỳ khu, chứ không phải tỳ khu Khánh ơi. Câu số 4 là gì à? Câu số 3 của chị á. Câu số 4. À. Yeah. Y dài là sao á? Chứ không phải ư.
số 4. Con nào thì dịch cũng được không? Con số 1 có ai sửa chưa? Dạ con số 1 chưa ai sửa. Có dạ, là có sửa rồi. Dạ. Còn bị thiếu cô Bảo ơi. Sửa còn đọc chữ bên ly sao mà. Do tôi đã nghe như vậy. Cô Bảo. Evan Mê Sú Tăng. Dịch do dạ, tôi dạ. Đã nghe. Dạ. Do tôi đã nghe như vậy. Hồi một thời Thế Tôn ngự ở Para Na Si tại Isipatana lập uyển. Con vô chấm yeah. Dạ. Con vô chấm. À dạ. Cái một hồi sửa xong 5 câu. Do tôi chứ không phải là tôi. Do tôi đã nghe như vậy. Cái chữ tôi đó là mình dịch tự chữ mê. Nó xài cách thứ ba ha. Cái nên dịch là do tôi đã nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn. Một thời là e căng sắm văn ha. Tràn từ chỉ thời gian. Bắc Cao Hoa Đức Thế Tôn. Ngự. Ngự tại. Ngự. Ngự tại vườn Nai Patane gần Varanasi. Ngự tại vườn Nai hay là ngự tại lục uyển. À, ngự ở vườn ở lục uyển. Ngự ở lục uyển. Tại Isipatana. Tại Isipatana. Gần Varanasi. Varanasi. Không
Rồi, đó là câu số 1 ha. Câu số 1 thì cũng có gì câu này mình gặp hôm trước mình gặp rồi, cho nên không có giảng nữa. Con thấy đúng rồi. Câu số 2. Te duve anta kame su kama su khali yaka nu yogo cha atakilam kha nu yogo cha tí. Vì cha tí này là hợp âm của nó làm sao? À, cha tí này hợp âm của nó làm sao? Tách làm sao? Bài học sao? Nó là cha kết hợp với y tí, hai đoạn âm cạnh nhau thì sao lại trường âm cái trước? Dạ, thưa là hai đoạn âm, hai đoạn nguyên âm không giống nhau ạ, là chá cộng với y tí ạ. À, hai đoạn nguyên âm không giống nhau, đúng rồi. Cái bài học này mình chưa học tới, tại cái này là hôm trước làm xóa nguyên âm trước. Còn cái này là sao? Nó xóa nguyên âm sao? Thì tới phần xóa nguyên âm sao thì mình sẽ có bài học này. Nên tại mấy cái này mình không sắp theo bài học được. À, nhưng mà mình cũng biết biết nó. Giống bây giờ mà các tử mình làm bài tập quyển 1, quyển 2, đọc đoạn văn quyển 1, quyển 2 đó, chúng ta bắt đầu tách cái hợp âm này cho nó quen. Tách bằng cách là mình nhìn mình nói nó ngắn gọn thôi. Hai nguyên âm không giống nhau, trường hợp này thì sáu nguyên âm cuối, trường âm nguyên âm sau, à, hai đoạn nguyên âm không giống nhau, sáu nguyên âm cuối, trường âm nguyên âm sau, sáu nguyên âm cuối, trường âm nguyên âm đầu. Rồi bài câu này đây, đuê tê đuê anh ta, đây là chủ cách số nhiều thôi ha, tê đuê anh ta. Không, cái này mình không có dịch có đâu, khoan hai cực đoan, không dịch là hai cực đoan ấy là được rồi, bỏ chữ có luôn ha. Hai cực đoan ấy là sự đắm say trong các dục và sự tự hành khổ mình. Vậy chữ ấy là dịch cho chữ T hả sư? À, chữ T đó, T là ấy, T là chữ tá đó. Nhưng mà ở trong trường hợp này nó xài cho chỉ thị đại danh từ, chứ nó không phải là nhân xưng đại danh từ. À, chữ tá nó xài được hai trường hợp. À, nếu mà nó đi cùng với danh từ thì nó là chỉ thị đại danh từ. Còn nếu mà nó đi một mình nó dùng thay thế cho danh từ, nó là nhân xưng đại danh từ. Chúng ta để ý nó ha. Tại mà tới cái lớp này rồi thì mấy cái này phải nói để cho các tử mình biết. Cái chữ mà sự đắm say trong các dục á, các Phật tử mình thấy là thật ra mình dịch gì nó không có hết cái chữ Pali của nó. Cái chữ kamasukha lika là cái chữ này, nó là dục lạc. Rồi kamesu là trong các dục. Đúng là nếu mình dịch hết cái chữ của nó đó là sự đắm say dục lạc rồi trong các dục. Nếu mình dịch hết từ nó là mình phải dịch vậy thì nó mới hết từ. Nhưng mà thường tại quen người ta dịch ngắn ngắn là sự đắm say trong các dục và sự tự hành khổ mình, hoặc là ngắn gọn đó là ông không cần để trong mặt anh, tại cái đó chữ Bali nó có. Hoặc là người ta nói là khổ hạnh và lợi dưỡng. Cách nói tắt à, bạch sư con thấy ở ngữ vựng á, là dịch là sự đắm say trong các dục á sư. Nhưng mà dịch thì nó không hết từ ngữ Bali của nó. Bỏ chữ dục lạc hay không? Hai dạ. Cực đoan là sự đắm say trong các dục. Bỏ gì sư kêu thêm mà bỏ gì? Tại dịch cái chữ dục lạc á, hai cực đoan ấy là sự kamasukha. À, chữ dục lạc là chữ kamasukha. Còn trong các dục á là chữ kamesu. Kamesu. Còn cái anu yoga như là thực hành nó sẽ có dịch luôn.
Không, cái chữ anuyogo á, trong trường hợp này cái chữ anuyogo á, nó tùy theo trường hợp mà người ta dịch nó. Ví dụ ở trong trường hợp thứ hai á, nó là dịch là thực hành. Nhưng mà trường hợp thứ nhất á, nó không dịch là thực hành được, nó tùy theo trường hợp mà nó dịch. Ở trong trường hợp đó nó dịch là đấm sai, chứ nó không dịch là thực hành được. Nó tùy theo trường hợp mà nó dịch. Chữ anuyoga nó còn trong cái nghĩa là tinh tấn, nó tùy theo trường hợp mà nó dịch cái chữ đó. Câu số 3, tarakho pakawa panjawaki yefi kavu amante toa thamachakapotana sutang de sisi. Tarakho là khi ấy, trần từ. Đức Thế Tôn đã gọi chúng tỳ kheo đến, không được, như vậy là không được, để thuyết bài kinh chuyển pháp luân thì không được. Tại chữ thuyết ở đây nó là động từ chính, cho nên mình không thể dịch là để thuyết được. Đó, chúng ta để ý. Dạ, thế. Tức là Đức Thế Tôn sau khi gọi. Sau khi gọi chúng, sau khi gọi, Đức Thế Tôn trung âm tỳ khu đến đã thuyết, đã thuyết kinh chuyển pháp luân. Vậy vậy thì nó mới động từ chính được. Mấy câu này bình thường không có gì hết. Thưa sư, còn chữ tát thôi. Khi ấy. Nhiều khi cái chữ tarakho nó được dịch là tại chỗ ấy cũng có. Nó tùy theo. Nếu mà người ta muốn nói về nơi chốn thì người ta sẽ dịch nó là tại chỗ ấy. Còn tại vì cái chữ tá đó đó, cái chữ tát đó, đó là nếu mà nó dùng thay thế cho nó cộng với tiếp viên ngữ trá, là tiếp viên ngữ trạng dùng để tiếp viên ngữ để hình thành trạng từ, thì nếu mà nó dùng ở trong ý nghĩa là chỉ thời gian đó, thì mình dịch nó là khi ấy. Còn nếu mà trong ý nghĩa mà nó nơi chốn thì là tại chỗ ấy, tùy theo trường hợp. Cái này đúng không sao? Ta trá. Tá cộng với trá. Trong quyển 4 mình sẽ học các tiếp tiền ngữ này. Ráng học quyển 4, quyển 3 thấy học không nổi. Bố khó hơn nữa. Học cho vui vậy, học cho biết. Rồi câu số 4. Imasmi sutassa Pathama phage attho sakkhara papacitte na na sevitappe dve ante desi. Nội dung phần đầu, của bài kinh này, Imasmi Sutta của bài kinh này được bậc đạo sư Sattara, được bậc đạo sư thuyết giảng về hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên thực hành, thực hành. Tức là có câu này nó dạng câu thuộc đồng thể. Nội dung của bài kinh này được bậc đạo sư thuyết giảng về hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên thực hành. Câu thuộc đồng thể. Thì nó có một cái chủ từ nè, nó là dài, với nó có một cái chữ từ là attho, một danh từ cách thứ ba, một động từ
một động từ thuộc động thể. Mình chỉ thấy lấy ba thành phần đó, còn mấy kia nó là thành phần phụ ở trong câu. Rồi câu số 4. Số 5. Câu số 5 nữa. Câu số 5. Sappe paññavakkhiya bhikkhu ehi bhikkhu passampadati. Passampadati thì hợp âm nó giống như nãy. Passampada, không phải. Không phải giống như nãy. Passampadati là ai tách làm sao? Passampadati tách làm sao? Tách hợp âm tách làm sao? Ephi bhikkhu upasampada sư và y tí thì hai sao? Giờ là hai cái đoạn âm giống nhau thì bỏ nguyên âm đầu trường âm cái sao? Trường âm âm sao đâu, trường âm cái gì? Anh trường âm gì? Trường âm của ú sư, upasampada. Anh nói chữ đó hả? Dạ. Cái đó là hai nguyên âm giống nhau, phải không? Dạ, hai nguyên âm giống nhau. Đúng còn rồi. Đó âm trước thì... trường âm nguyên âm sau. Rồi còn đa tí tính làm sao? Dạ, đa tí thì ba đa với y tí thì giống trường hợp là cha tí hồi nãy, tức là hai cái đoạn nguyên âm khác nhau thì là bỏ nguyên âm sau, trường âm nguyên âm đầu. Không, sai bẻ. Nữ tính mà. Ủa quên. Không giống trường hợp cha tí trước hả sư? Không giống. Yeah. Cái kia nó là chá với y tí. Còn chá. Cái trường hợp này á, nó là upasampada với y tí. Rồi đa. Bài học làm sao? Giờ upasampada với y tí là bài học sao? Ai nói bài học coi? Trường hợp này làm sao mà chúng ta nhìn vào nó mà chúng ta nhớ bài học là học xong rồi chúng ta sẽ giỏi. Tức là hai nguyên âm gì? Khác nhau. Khác nhau. Hai nguyên âm không giống nhau. Không giống nhau. Nguyên âm đầu là trường âm, nguyên âm sau là đoạn âm. Sao lại nguyên âm sau và nguyên âm trước. Sao nguyên âm sau, cái này đúng là bài học mình cũng chưa học ha. Chưa học dạ. Sao nguyên âm sau thì mình chưa học. Nhưng mà bài nôm na của bài học của nó là vậy. Tức là hai nguyên âm không giống nhau, nguyên âm đầu là trường âm, âm sau là đoạn âm thì người ta xóa nguyên âm sau. Vậy à, nói vậy là mình cũng biết rồi, mai mốt học thì mình sẽ thấy dễ hơn. Bây giờ coi như mình biết trước khi học. Tại cái phần nguyên âm này mình không thể ví dụ được từng trường hợp, nhưng mà có trường hợp nào thì nói trường hợp đó thôi. Chứ để mà mình phải đặt câu đúng như bài học thì không thể nào được. Nó rất là khó, không tìm được. Mà cứ nó có trường hợp nào thì mình cứ sử dụng trường hợp đó rồi à. Phần bài học nào học rồi thì mình nói là học rồi, còn cái nào chưa học thì mình sẽ học sao. Nhưng mà cũng nói để cho mình biết. Rồi bây giờ câu này sao? Sappe paññavakkhiya bhikkhu. Nhớ cái chữ sappe này nó chia giống như cái gì không? Sappe quá. Sappe mà giống sappe quá là sao? Sappe nó chia giống như loại gì? Sappe nó chia giống như loại gì? Sappe từ loại của nó là gì? Như là tất cả. Tất cả cái đó là nghĩa tất cả. Nhưng mà từ loại của nó là gì? Trời ơi, cái này mình không nhớ từ loại sappe là gì à? Yeah, đang đọc sappe sattā ubhira hu tu. Sappe là tất cả. Sappe tất cả nhưng mà sappa không đi. Nhưng mà từ loại của nó là gì? Không nhớ. Học quyển 2 học tới hương sắc hết mà không nhớ. Chứ sappa là quan hệ đại danh từ.
nó chia giống như là chữ giác, cho nên chúng ta thấy nó mặc dù nó chủ chất cách số nhiều chứ nó không phải là dạng A mà nó là dạng E, nhớ không? Số ít là vô, số nhiều là dê, cái dạng nam tính. À, cho nên ở đây nó đóng vai trò là tính từ của chữ bhikkhu, nam tính, chủ cách số nhiều. À, nhưng mà nó là E chứ nó không phải là A, nó không giống như là panjavakkhiya. À, nhưng mà nó vẫn đồng tính, đồng cách, đồng số. À, đồng tính, đồng cách, đồng số, cho nên mình mới dịch là tất cả. Ở đây mình dịch năm tỳ kheo á, nếu dịch thoáng thì người ta cũng chấp nhận được, nhưng mà để dịch cho hết từ thì không được, tại cái chữ năm là nó chỉ chữ cái chữ bành chát thôi, cho nó không có chữ quốc kỳ giá đúng luôn chứ nhớ. À, phải chúng năm thì kheo thì tất cả chúng năm thì kheo. Đã được xuất gia, anh lắp khung, à đã được xuất gia. Cái này gọi là tô bậc trên, à, đã được xuất gia lên bậc trên, hả? Kết hợp hai từ đó được sư, tức là hoặc là xuất gia hoặc là tô bậc trên, hay là hai từ không? Xuất gia lên bậc trên chứ. Ubasambadang giữa kênh đấy kìa, Ubasambadati hai từ đúng mà. Cái chữ Ubasambadang á, cái chữ được xuất gia là Ubasambadang á. Xuất gia. Rất phong dạ. À. Còn ở trên chưa tới. Đã được xuất gia lên một trên. Theo cách này bằng hình thức đi. À. Bằng hình thức. Bằng hình thức. Ủa, hình như nếu thiền lai tỳ kheo thì cũng thiếu từ. Thiếu từ. Bằng hình thức đã được xuất gia lên bậc trên. Bằng hình thức. Bằng hình thức xuất gia. Thiền lai tỳ kheo. Tại vì trên có xuất gia nên có cần bỏ có cần không? Tại vì nếu mà mình không có xài cái chữ xuất gia á thì nói thiền lai tỳ kheo thì nó người ta không có biết là cái thiền lai tỳ kheo nó là gì. Tại trong cái hình thức xuất gia nó có nhiều hình thức xuất gia. Lúc mà thời kỳ ban đầu đó là khi mà Đức Phật ngài cho xuất gia là ngài cho xuất gia bằng hình thức, đó là xuất gia bằng hình thức, đó là thiền lai tỳ kheo. Rồi sau này khi mà có nhiều người xuất gia mà thứ nhất là họ không có duyên để thành tựu y bát bằng hình thức thiền lai tỳ kheo. Thứ hai đó là khi mà Phật pháp được mở rộng, các vị thánh đệ tử đi các nơi để truyền bá Phật pháp, rồi có những thiền nam tử họ muốn xuất gia. Dạ, thì lúc đó Đức Phật ngài mới cho các tỳ kheo đó là nếu mà ai muốn xuất gia thì cho họ xuất gia bằng hình thức đó là thọ tam quy, tức là chỉ đọc bút thăng tham ăn sang khang được đức ti am biết tất ti am biết cái gì đó, như vậy là nó trở thành người xuất gia, gọi là xuất gia bằng cách là thọ tam quy, gọi là ti sarana gamana upasampada. Rồi ô, lớp mắt còn nghe sư không? Dạ còn sư. À, rồi sau này thì cái hình thức xuất gia đó nó không có còn phù hợp nữa, cho nên Đức Phật ngài mới cho các tỳ kheo xuất gia, để tại như vậy thì nó có
nó hơi cái tính cá nhân, tức là nó không có trong cái tinh thần của tăng chúng, cho nên sau này là Đức Phật ngài cho đó là xuất gia bằng hình thức đó là nhất tí chất tút thác cầm ở qua cha, tức là bằng cách tụng tuyên ngôn có sự chứng minh của chư tăng. Ví dụ như là ở các nước, tức là ở những khu vực mà có chư tăng đầy đủ, nó là phải có chư tăng chứng minh đó là 21 vị tỳ kheo, gọi là chất tút, chất tút thác, gọi là nhất tí upasambada, nhất tí upasambada, tức là bằng cách tụng tuyên ngôn. Cho nên mấy chữ đó thì nó được gắn liền bởi cái chữ upasambada phía sau hết. Bởi chữ phía sau hết. Tức là hình thức xuất gia bằng thiền lai tỳ kheo, hình thức xuất gia bằng cách thọ tâm quy, hình thức xuất gia bằng cách đó là tụng tiên ngôn. Rồi thôi em giờ là tạm bắt như đây đi. Tứ tác bạch tiên ngôn á. Bây giờ tạm 5 câu này đi, thì sau chúng ta sẽ sửa tiếp 5 câu tiếp theo. Rồi chúng ta xem bài tập nâng cao luôn ha. Bài tập nâng cao bài số 2, bài kinh chuyển pháp luân. Nếu mà sửa xong phần này thì chúng ta chuyển sang phần kinh chuyển pháp luân luôn. Rồi xin mời lớp nghỉ. Và bài học đến đây là kết thúc. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe và an vui. Và để kết thúc buổi học hôm nay thì xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thời kinh hồi hướng phước đến chư thiên. Xin mời cô ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin thay mặt các học viên nặng tụng đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha chapamata deva naga mahitika bonyang no anumodantu chirang rakantu sasanang Akasatha chapamata deva naga mahitika bonyang no anumodantu chirang rakantu no garu Akasatha chapamata deva naga mahitika bồn nhang nô anu mô đàn tu chỉ răng ra càn tu nhà ta vô a ca sa ta cha phom ma ta đề qua na ga ma hít ti ca bồn nhang nô anu mô đàn tu chỉ răng ra càn tu ba mi nô a ca sa ta cha phom ma ta đề qua na ga ma hít ti ca bồn nhang nô anu mô đàn tu chỉ răng ra càn tu nô sa đa Y đăng qua ta nô bồn nhang a sa wa kha ya wa hăng ho tu a na ga te ka lê sa thú sa thú sa thú sa thú. Dạ xin mời lớp nghỉ ạ. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Xin chào cả lớp. Chị ơi, cái bài học bữa nay con không biết coi ở chỗ nào sư. Buôn Ngọc Trăng không biết có đưa lên Facebook không, con tìm mà không thấy. Coi lại trên trang web của chùa hả chị? Trang web để trang web chùa xử lý. Chùa xử lý Phú Định đó chị. À để